hai vợ chồng về tới cầu Rạch Miễu thì bây giờ xe kẹt cứng anh chị. Có thể là chiều ở bên Bến Tre người ta qua lưu thông qua bên Tiền Giang quá đông á, nên là hiện tại bây giờ là người ta sẽ chặn một đầu ở bên Mỹ Tho, rồi bắt đầu để mà cho ở bên Tiền Giang mình lưu thông qua ha. Xe giờ kẹt cứng, nối đuôi dài tuốt ở đằng sau luôn. Cái đường này là cái đường ở ngoài cặp mé sông mình bo lên cây cầu đó anh chị. Giờ đứng chận hết. Cầu Rạch Miễu hiện tại bây giờ là lưu thông chỉ có một chiều, từ ở bên Bến Tre qua đó anh chị. Đi có một chiều một à. Giờ bên đầu ở bên Tiền Giang là đang đứng giang nắng. Thôi kẹt cứng ở phía sau. Bây giờ là ở bên Bến Tre qua là mình đi có một chiều. Ở bên đó chắc kẹt xe dữ lắm anh chị. 15 phút rồi, hơn 15 phút rồi. Cầu Rạch Miễu thì hơi nhỏ nên nó là mỗi lần mà có mà ùn ứ xe ở đâu á thì người ta sẽ chặn một đầu để mà cho cái chiều nào mà bị kẹt xe nhiều á cho đi trước anh chị. Thấy ở bên Tiền Giang qua thì thấy cũng xe không có nhiều lắm, chủ yếu là kẹt ở bên Bến Tre. Kẹt ở bên kia hả? Xe giờ chạy có 1 chiều 1 luôn. Giờ đợi khi nào mà cái lượng xe mà bên Bến Tre mình qua bớt rồi á thì bắt đầu mình mới cho mình lưu thông. Ở đây là dạng như là bên ở trên nó kẹt rồi, cái người ta bo đường này, người ta đi đường cặp mé sông nè. Đâu có đâu, cái này ở bên Bến Tre qua mấy xe này kìa, nó chặn đầu kia kìa đó. Cũng như trên đó chắc có thể kẹt ở trên đó đó. Cho xe đi ra đường này, mình đi đường cặp mé sông lên Bình Đức á. Bình Đức cái đầu cái mình cũng ra ngoài khu công nghiệp, cái mình cũng vô cao tốc. Ở bên Bến Tre chắc kẹt dữ lắm. Xe chạy có 1 chiều mà, cầu đi có 1 chiều. Quá trời kẹt rồi. Xe tới đây bây giờ bắt quay đầu lại hết. Bắt đi đường cặp mấy sông. Rồi, chuẩn bị tới mình đi á. Bên đó bây giờ cái lượng kẹt xe chắc giảm bớt rồi đó anh chị. Nên là ở bên Tiền Giang bắt đầu là mình mới cho đi nè. Cho xe gắn máy đi trước. Ôi, quá trời kẹt. Bên Bến Tre chắc kẹt xe dữ lắm anh chị, mới là giải quyết cái cách mà cho là chạy một chiều á. Đầu ở bên Tiền Giang qua thì hiện tại giờ chỉ có cho xe máy đi thôi nè, xe lớn, xe ô tô rồi chặn là hết trơn rồi. Kẹt xe quá trời luôn kìa, thấy không?
xuống thì rớt máy. Gió thổi bê xe luôn nè. Lên cầu tay lái yếu rồi lạng quạng rồi, gió nó quật đó là ngã xe. Ở trên cầu bây giờ gió rất là dữ anh chị. Chạy lứ quớ chạy nhanh đó là gió nó quật ngã xe mình á. Bởi nên bây giờ là chị thấy là người ta chạy chậm chậm, không ai dám chạy nhanh. Quá trời gió luôn. Cái chiều bên Tiền Giang đi qua toàn là xe máy, xe ô tô, người ta chặn lại hết trơn, không có cho đi. Để giải quyết bớt cái lượng kẹt xe ô tô, kẹt xe gắn máy nè. Đưa cái tay đây. Nắm nó cầm dây kéo à. Bởi vậy gió nguy hiểm lắm. Lâu lâu cái cầu Rạch Miễu là đi chỉ có một chiều vậy hoài đó anh chị. Kẹt xe quá là đi có một chiều một à. Khi mà kẹt dài quá thì cái trạm thu phí là mình sẽ xả trạm luôn. Xả trạm đặng cho xe lưu thông cho nó được nhanh. Nó qua cái ào cái là thấy bớt kẹt xe liền ha. Đúng rồi, hết trơn. Hết trơn liền. Vậy chứ nãy giờ là nếu mà tính ra là cái lượng mà xe máy, xe mà lưu thông từ ở bên Bến Tre mà qua Tiền Giang hồi nãy là đứng chờ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đó chứ không hết đâu. Hết trơn rồi
À bớt kẹt rồi. Vậy chứ đầu ở bên Tiền Giang bắt đầu giờ kẹt lại vậy đó. Kẹt qua kẹt lại. Giải quyết vậy để cho cái nó bớt ủng ứ xe lại á. Hiện tại bây giờ cái chiều mà bên cầu Rạch Miễu như bên đầu Tiền Giang đi về chị thấy là toàn là xe gắn máy, đâu có thấy xe lớn đâu. Hồi nãy là xe lớn là bị chặn lại nữa. Giải quyết khi nào mà cho bớt rồi bắt đầu là mình mới cho xe ô tô đi. Cầm giùm anh cái. Là kẹt xe là tới cầu Ba Lai luôn á anh chị. Ngay dòng xe An Khánh này là lúc mà kẹt xe là giao thông á, lực lượng công an giao thông là họ sẽ chặn lại xe đậu ở đây. Khi nào mà giải quyết bớt ở phía bên trạm thu phí rồi người ta mới cho qua. Không có cho mà ùn ứ quá. Thường đến ngày chủ nhật á, thì cái lượng xe mà từ ở bên Bến Tre mình á, đi qua bên cầu Rạch Miễu nó sẽ nhiều hơn á. Còn thứ bảy á, thì cái chiều ở bên Tiền Giang á, người ta lưu thông qua. Thứ bảy á, thì người ta về quê, rồi đến chủ nhật á, thì người ta sẽ quay trở ngược trở lại Sài Gòn đó anh chị. Nên là cầu Rạch Miễu thường là kẹt xe là nó sẽ có những cái lịch trình như vậy đó. Vào những ngày cuối tuần á, lễ lộc là sẽ kẹt xe thôi anh chị. Hồi nào giờ như vậy rồi. Lượng xe đi thấy khủng khiếp. Ngày chủ nhật là xe đi lên rất là nhiều. Cầu Rạch Miễu kẹt xe người ta chặn đi một chiều vậy anh chị. Người ta cho đi khi nào mà giảm hết cái lượng xe rồi bắt đầu người ta mới cho cái chiều đi ngược lại. Vậy chứ mà chỉ cần là cho giải quyết khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thôi thì cái lượng xe bắt đầu là lưu thông qua là bên Bến Tre là sạch trơn liền chứ gì. Là hết ùn tắc giao thông liền. Bây giờ em đã về tới ngã tư Tân Thành. Bây giờ dòng xuống thành phố Bến Tre về nhà. Còn cái chiều mà đi lên cái đường quốc lộ 60, đường Võ Giáp thì là lượng xe đi cũng đông. Cái tuyến đường Võ Giáp quốc lộ 60 cũng như là một trong những cái tuyến tránh anh chị, để mình không vào thành phố Bến Tre, không có gây ùn tắc giao thông ở trong đây ha. Với xe lớn rồi thì mình cũng đâu có cho mà đi lưu thông ở trong thành phố Bến Tre đâu anh chị. Nó sẽ có giờ hết trơn à, như là tới 10 giờ đêm á, 10 giờ đêm mới được lưu thông vào thành phố Bến Tre. Còn bình thường là các xe lớn là mình sẽ đi những cái tuyến tránh ở bên ngoài. Tiệc gì đông dữ. À phòng nha khoa.
sáng giờ hai vợ chồng đi từ ở bên Bến Tre đi tới biển Rạch Bùng cũng như là biển Tân Thành ha. Thì đi là sáng luôn rồi xuất phát hồi 7 giờ sáng, về tới đây bây giờ là tới 3 giờ chiều rồi anh chị. Lâu lâu cuối tuần cái hai vợ chồng cũng đi chỗ này chỗ nọ đi chơi anh chị, lâu lâu cuối tuần đi một bữa vậy đó cho nó vui, rồi qua ngày thì bắt đầu về mình cày tiếp thôi. Anh chị thấy là cái lượng xe ở bên Bến Tre á, ở trong trung tâm thành phố đi đâu có bao nhiêu đâu. Vậy chứ mà mình chỉ cần bước qua tới Tiền Giang là thấy cái lượng xe bắt đầu là nó ngợp liền á. Tiền Giang cái đường nó rộng lớn nha, cái lượng xe đi rất là đông. Bến Tre mình là tính ra là xe nó không có nhiều bằng. Thôi thì video của em giờ mình cũng sẽ tạm ngừng tại đây nha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha.